Xin chào các bạn, good to be back. Ngày hôm nay các bạn thấy đã là ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ ngày 21 tây tháng 8 năm 2020. Ở Việt Nam bây giờ là ngày 22 tháng 8 ngày thứ bảy. Thì trong tuần này thường làm video cũng khá bị gián đoạn Lý do là tại vì công ty cũng khá bận nên sẽ chia sẻ thêm một số những thông tin Cho những nào mà có hứng thú muốn biết Tại vì công ty của thường làm mà là liên quan đến thị trường bất động sản của Hoa Kỳ Nhưng mà nào mà có hứng thú thì sẽ chia sẻ thêm một lát nữa thì nhìn vào tình hình của thị trường crypto thì các bạn có thể thấy được là giá hầu như là không được tốt lắm Chúng ta thấy được là giá BTC đã trả trở về cái mức là 11.460 như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình Nhưng mà chúng ta nhìn vào những đồng khác như là các bạn thấy được là Ethereum thì bây giờ đã trả về dưới 400 đô bây giờ là 385 đô Thì như bạn có thể là tiếp tục lo lắng về tình hình của thiền crypto cho nên Thuận muốn dành thời gian video này để mà chia sẻ một số những thông tin cũng như là một số những cái quan điểm, những cái cách nhìn mà Thuận muốn đem đến cho các bạn trong video này và có thể là sẽ giúp ích được các bạn trong cái công việc đầu tư thị trường crypto này cũng như là có thể là các bạn sẽ tìm thấy những cái tài liệu rất là thú vị trong video này đây chính là điều mà Thuận sẽ mang đến cho các bạn trong video ngày hôm nay à, và các bạn thấy là khi mà nói tới tuần này thì thường rất là bận cho nên các bạn nào mà theo dõi Thuận Capital hay là theo dõi những cái mạng xã hội cũng như là các bạn nào mà theo dõi trên trang web kiến thức Thuận Capital.com Thì các bạn sẽ thấy được là tin tức thì không có nhanh lẹ như là tuần vừa rồi. Thuận sẽ cố gắng dành thêm thời gian để mà chia sẻ thêm thông tin ở trên những mạng xã hội cũng như là trên trang web kiến thức Thuận Capital.com À, và về việc công ty thì có thể là nhiều bạn cũng đã biết là thuận làm việc trong ngành tài chính và thuận làm việc full time trong ngành tài chính à, trong cái ban quản lý rủi ro tài chính và công ty của thuận thì à, làm việc là liên quan đến cho vay bất động sản có nghĩa là công ty cho người ta vay tiền mua nhà đầu tư nhà sau đó là công ty sẽ gom lại những cái nợ đó và sau đó là bán cho những người đầu tư trên phố Wall mà nhiều người gọi là mortgage backed security hay là chúng ta có thể gọi đây là cổ phiếu thế chấp bất động sản thì các bạn thấy được là cái ngành này là đang rất là nóng bây giờ nhất là chúng ta nói tới giá của bất động sản là đang lên một con số cực kỳ kinh khủng mà có thể nói là thuận chưa thấy bất động sản lên nhanh và lên lẹ như là kỳ này căn nhà đầu tiên mà thằng mua đó chính là ở miền nam cali và thuận mua căn nhà đầu tiên là năm 2012 và thời điểm đó là bất động sản cũng đang rất là hot tại vì chúng ta mới vừa ra khỏi cái đợt xuống giá hồi năm 2008, 2009 và bắt đầu là 2011 từ từ được hồi phục lại 2012 là cái thời cao điểm của nhiều người ai cũng muốn refi ai cũng muốn mua nhà mới và lúc đó thường đã từng chứng kiến giá nhà tăng trưởng cực kỳ lẹ nhưng mà không có như là kỳ này chúng ta nhìn vào một cái thông tin được chia sẻ ở trên CNBC thì đây là tài liệu hồi tháng 7, các bạn thấy được là tài liệu này được chia sẻ ngày hôm nay nhưng mà thống kê được của tháng 7, đương nhiên các bạn thấy là chúng ta đang ở trong tháng 8, thì cho tới tháng sau thì CNBC mới chia sẻ thông tin liên quan tới thống kê giá nhà tháng 8 thì các bạn thấy được là tháng 7 mới đây thì cái số lượng nhà À, mà đã được bán đã tăng lên các bạn thấy được là tăng lên tới 24,7% có nghĩa là có rất nhiều nhà và rất nhiều nhà được bán hồi tháng 7 so với tháng 6 cộng thêm đó nữa là các bạn thấy được là cái số lượng nhà mà có thể bán đã đi xuống đi xuống 21,1 phần trăm à, so với lại hàng năm và các bạn thấy được là cái giá nhà từ đầu năm cho đến bây giờ đã tăng trưởng lên tới 8,5 phần trăm có thể là nói là một sự tăng trưởng cực kỳ cao và những mà nào mà đang trong cái tình hình là đang mua bán nhà ở Hoa Kỳ Bây giờ các bạn cũng có thể thấy được là nếu như các bạn có một căn nhà chỉ cần là căn nhà đó các bạn bán giá là hợp lý thôi thì có thể là dẫn đến là có rất nhiều người sẽ đấu giá căn nhà đó đẩy cái giá nhà lên rất là cao và có thể là các bạn có thể bán được căn nhà đó là có thể là trong vòng một ngày từ sáng đăng là bữa chiều các bạn đã có thể là có những cái offer và các bạn có thể là đã chọn lựa người nào có thể mua được căn nhà của các bạn đương nhiên làm giấy tờ là phải tốn một chút thời gian trong vòng vài tuần nhưng mà các bạn thấy là thời kỳ bây giờ là thời kỳ rất là hot cho nên công ty rất là bận đó là lý do tại sao mà các bạn thấy là thường ít online hay là thường thích chia sẻ thông tin ở ở trên những cái mạng xã hội đây là lý do tại sao và cũng uh, hy vọng là tình hình này nó sẽ ổn hơn một chút tại vì bây giờ là tình hình rất là căng ở Hoa Kỳ liên quan tới giá nhà các bạn thấy là giá nhà tiếp tục và tiếp tục tăng lên thì có thể như bạn nói là bây giờ tình hình đang dịch bệnh mà tại sao giá nhà lại tăng lên thì có rất là nhiều những cái yếu tố, yếu tố đầu tiên đó chính là yếu tố liên quan đến uh, cái lãi suất rất là thấp khi mà các bạn thấy được là Fed cắt lãi suất hai lần hồi tháng 3 thì sẽ dẫn đến việc là phát các lãi suất cho ngân hàng, thì ngân hàng xoay qua sẽ các lãi suất cho người dân dẫn đến việc là lãi suất mua nhà bây giờ cực kỳ thấp, các bạn có thể mượn tiền mua nhà 15 năm là chỉ có khoảng là 2,5%, mà còn mua nhà là 30 năm có thể là dưới 3%, chỉ những người nào mà có cái lý lịch credit tốt, nghĩa là cái lý lịch tín dụng tốt đó là lý do tại sao mà cái giá nhà tăng lên mạnh tại vì người ta có thể mượn được tiền với giá thấp mà người ta có thể mượn được cái số tiền nhiều hơn đó là thứ nhất thứ nhì nữa là các bạn đã thấy được là cái số lượng nhà mà có thể được cho bán đã bị thấp xuống tại vì người ta bây giờ đang thời kỳ dịch bệnh người ta không muốn bán nhà nhiều người ta không muốn đi đâu hết đều lý do tại sao thì chúng ta bây giờ hãy trở lại để mà nói về tình hình của crypto nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư thì các bạn thấy được là giá BTC như thường đã nói bây giờ đã trả trở về là 11.472 mà chúng ta nhìn vào tổng quát thị trường crypto nói chung thì hôm nay cũng là một màu đỏ các bạn thấy là giá BTC đã xuống 3,22% trong vòng à, 24 tiếng hồi vừa qua dựa theo coin360 Ethereum thì xuống khoảng chừng là 6,8% là 386 đô XRP cũng xuống các bạn thấy là rất nhiều màu đỏ ngày hôm nay mà một điều mà bạn nên lưu ý là cái phần trăm của Bitcoin trên thị trường bây giờ là 60,76% có nghĩa là đã tăng lên so với tuần trước Thùng đã chia sẻ với các bạn là phần trăm của BTC là sẽ dao động ở cái mức này và khi nào mà BTC qua khỏi 20.000 đô các bạn có thể thấy cái phần trăm này sẽ tăng lên tại vì lúc đó là nhiều nguồn tiền mới sẽ đổ vào và sẽ đổ vào BTC cho nên phần trăm này trong cái thời gian mà tăng trưởng từ từ tăng lên và chỉ khi đó các bạn mới thấy được là sau khi mà BTC có cái sự tăng trưởng sau đó tiền mới đổ vào những altcoin thì lúc đó mới thật sự là cái mùa altcoin à, kế tiếp bây giờ các bạn sẽ thấy là là cái dòng tiền đổ từ BTC qua altcoin altcoin qua BTC các bạn có thể thấy được là ngày hôm nay khi mà chúng ta nhìn vào những cái altcoin này mà so sánh với lại BTC thì các bạn sẽ thấy được là so sánh với lại BTC À, để thùng refresh cái trang này lại để các bạn thấy rõ hơn thì các bạn thấy được là phần lớn những cái đồng lớn khi mà so sánh với lại BTC thì giá cả đã đi xuống ngày hôm nay. Các bạn thấy là trong web này đã lối trở lại và các bạn thấy được là có rất nhiều màu đỏ khi mà chúng ta so sánh với lại giá của BTC. thì tại sao mà giá Bitcoin đi xuống thì chúng đã chia sẻ với các bạn trong những cái video trước đây. Thực ra mà nói là cũng tương tự. Hôm nay chúng ta nhìn vào những cái thông tin trên những cái trang web thì không có một cái thông tin nào đặc biệt giải thích được là tại sao giá lại đi xuống chỉ là đơn giản là các bạn thấy là giá đi lên rất là nhiều trong thời gian mấy tuần qua thì nhiều người nói là đã có nhiều người chốt lời dẫn đến việc là giá phải điều chỉnh lại và cái sự điều chỉnh lại cũng là một sự rất là bình thường trong cái thời kỳ tăng trưởng và thông tin mà nhiều người nói tới nhất ngày hôm nay mình thường cảm thấy là cũng gây ra một số những cái sự hiểu lầm đó chính là thông tin liên quan đến Trung Quốc thì đây là bài viết được chia sẻ bởi CNBC nhưng mà các bạn có thể tìm thấy rất là nhiều những cái bài viết tương tự trong những cái trang web khác nói là có một cái thống kê được chia sẻ về thống kê này nói là 50 tỷ tiền của được số đã được dùng để mà di chuyển tiền ra khỏi Trung Quốc tại vì nhiều người mà có tiền ở Trung Quốc thì họ đang lo sợ về cái chế độ của Bắc Kinh về việc là họ siết chặt cái tài chính của Bắc Kinh lại cho nên nhiều người có tiền thì họ phải tìm cách để mà tẩu tán tiền của mình ra quên nước ngoài và các bạn thấy được là nếu như mà họ cầm tiền mặt thì không thể đi được tại vì tiền mặt thì mỗi một năm họ có thể là di chuyển lên tới con số là chỉ có 50.000 đô các bạn thấy được 50.000 đô một năm thì khi nào các bạn mới có thể di chuyển được 5 triệu đô la căn bản là không thể nào cho nên họ phải tìm những cái cách để mà họ có thể là di chuyển tiền ra khỏi nước ngoài và càng ngày thì uh, những cái cách đó càng không có được hữu dụng có nghĩa là càng ngày thì chính phủ của bắc kinh là càng hiểu hơn về những cái cách mà người ta đem tiền ra nước ngoài cho nên càng ngày càng siết chặt hơn trước đây các bạn thấy là tiền có thể là đưa nước ngoài và lấy cái danh nghĩa là con đi học nước ngoài cho nên cần phải đưa tiền ra nước ngoài để mà mua nhà để mà làm này làm kia nhưng mà càng ngày lại càng khó khăn hơn sau đó các bạn thấy là có một số thời gian là những người trung quốc họ đến những cái nơi mà bán đấu giá những cái đồ mà hiếm như là những bức tranh hiếm À, những cái đồng hồ hiếm hay là bất cứ những cái gì mà hiếm hoi họ đấu giá để mà mua được cái vật đó sau đó là họ cái công ty đó cái công ty mà họ mua cái vật đó là cái công ty đấu giá đó là sẽ vận chuyển cái vật đó qua bên nước anh qua bên nước mỹ qua bên canada sau đó lại đấu giá thêm một lần nữa tại sao tại vì lúc đó thì cái số tiền đã nằm ở nước ngoài cho nên khi mà họ mua ở trong uh, trung quốc đồ đó đem ở nước ngoài để mà bán và họ có thể là giữ tiền ở nước ngoài mặc dù là có thể lỗ rất là nhiều nhưng mà họ vẫn chấp nhận nhưng mà bây giờ thì đã có một cái nguồn mới để họ di chuyển đó chính là sử dụng tiền kỹ thuật số thì nhiều người sẽ nhanh chóng nói được là ồ đây là lý do tại sao mà giá cả đi xuống mấy hôm nay tại vì 50 tỷ à, tiền kỹ thuật số được di chuyển ở nước ngoài vì nhiều người sẽ nói là 50 tỷ này là BTC Cho nên khi mà di chuyển qua bên nước ngoài thì họ sẽ bán để mà lấy tiền mặt Tại vì họ không mong muốn là lưu trữ BTC và một lý do nào đó Đây là lý do tại sao mà giá đi xuống thật ra không phải đi như vậy Các bạn đọc kỹ bài viết này các bạn sẽ thấy được là có hai điều Điều đầu tiên là cái số tiền mà chain analysis có nghĩa là cái công ty mà đã đưa ra cái thống kê này nói là 50 tỷ này là chia ra trong đó có Bitcoin trong đó có USDT có nghĩa là đồng Tether chứ không phải là lúc nào họ cũng di chuyển BTC đây là điều đầu tiên điều thứ nhì nữa là đây là thống kê trong vòng một năm qua có nghĩa là không phải là ngày hôm qua họ mới di chuyển 50 tỷ và hôm nay họ bán đây là thống kê là cả năm qua và đây không phải là tất cả các bạn thấy được là China chỉ có thể là theo dõi một số những cái địa chỉ ví mà họ biết là phụ thuộc người Trung Quốc ở trong nước Trung Quốc và theo dõi những cái địa chỉ ví đó gửi đến những địa chỉ ví nào ở nước ngoài đây là lý do tại sao mà họ có thể nói được là 50 tỷ đi di chuyển từ Trung Quốc ra nước ngoài nhưng mà các bạn đã thấy được là đây là cái thống kê trong vòng một năm qua chứ không phải là trong vòng mấy ngày qua Cho nên nếu như mà điều này đã xảy ra trong vòng nhiều tháng qua thì khi mà họ di chuyển họ có thể đã bán rất là lâu rồi chứ không phải đợi đợi tới ngày hôm nay à, và thứ nhì nữa các bạn thấy là không phải là tất cả đều là những cái đồng crypto có giá cả dao động Trong đó có rất nhiều những cái đồng ổn định như là đồng Tether nằm trong cái khối 50 tỷ này Ý tôi muốn nói với các bạn đây không phải là lý do tại sao mà giá cả đi xuống trong vòng mấy ngày qua Một trong những điều mà nổi bật trong tuần này trong cái thị trường tài chính nói chung để các bạn hiểu được là Tổng quát thì bây giờ tài chính như thế nào thì các bạn thấy là hôm nay thì S&P 500 đã đóng lại với cái mức cao nhất các bạn thấy được là new 52 week high today. Có nghĩa là trong vòng 52 tuần qua ngày hôm nay là cái ngày mà có giá cả cao nhất của S&P 500 và thật ra à, S&P 500 đã phá định cũ lập đỉnh mới à, hầu như là đã hai lần ba lần tuần này. Và các bạn thấy được là giá cả của S&P 500 có nghĩa là chứng khoán của Hoa Kỳ à, 505 công ty lớn các bạn thấy được là chứng khoán cái số điểm đó đã tăng trưởng lên tới cái đỉnh mới Và các bạn thấy được là đây cũng không có phải là Một điều gì mà quá bất ngờ Trong khi mà chúng ta nhận được những cái thông tin tương tự Đã từng xảy ra với lại Những cái chỉ số như là các bạn thấy là chỉ số S&P 500 Chỉ số Nasdaq Đã có cái sự tăng trưởng trong năm nay Và đã phá lên cù lập đỉnh mới Mặc dù là chúng ta sau khi mà dịch bệnh xảy ra Thì giá kể đi xuống mạnh nhưng mà sau đó các bạn thấy đã hồi phục lại và đã qua khỏi đỉnh cũ mà bây giờ kinh tế vẫn còn rất là bất ổn nhưng mà các bạn thấy được là thị trường tài chính nó riêng thì những chỉ số chứng khoán đã còn cao hơn là trước khi mà dịch bệnh xảy ra tại sao thì có thể là các bạn phải tự đưa ra câu trả lời tại vì bây giờ cũng nhiều người đang giải đầu mà họ không hiểu được là tại sao mà chứng khoán có thể tăng cao như vậy trong khi mà thị trường đang rất là bất ổn cũng như là không ai đoán được là giá nhà có thể lên một mức chóng mặt như vậy trong khi mà nhiều người hồi tháng 3 tháng 4 sẽ nói là cái giá nhà nó sẽ đi xuống tại vì bây giờ là không có ai muốn mua nhà muốn bán nhà sẽ dẫn đến việc là giá nhà bị đóng băng hay là giá nhà sẽ đi xuống nhu cầu nhà sẽ bị giảm xuống này kia kia nọ nhưng mà thật ra các bạn thấy là chúng ta không thể nào đoán được tương lai tương lai sẽ đầy những cái bất ngờ. Cho nên chúng ta thấy được là khi mà dịch bệnh xảy ra, khi mà những cổ phiếu chứng khoán nó đi xuống mạnh thì như người nói là có thể tốn một năm, hai năm mới có thể là hồi phục lại nhưng mà trong vòng chỉ có à, các bạn thấy từ tháng 3 tới bây giờ là chỉ có 5 tháng là đã có thể hồi phục lại. Đây là cái thông tin liên quan tới chứng khoán thì chúng ta nói tới một cái thị trường khác, đó chính là cái thị trường liên quan tới đồng đô la thì trên màn hình các bạn đây là DXY có nghĩa là đây là một cái biểu đồ mà so sánh đồng đô la với lại một số những cái đồng lớn trên thế giới và chi tiết hơn là đây là một cái biểu đồ mà so sánh đồng đô la với đồng euro đồng Nhật Bản Japanese Yen Uh, đồng Pound Sterling nghĩa là đồng của nước Anh đồng Canadian Dollar có nghĩa là đồng của Canada đồng Swedish Krona nghĩa là đồng của Sweden và đồng Swiss Franc có nghĩa là đồng của Switzerland thì các bạn thấy được là đây là cái biểu đồ mà so sánh đồng đô la cái giá trị so với những cái đồng mà chúng ta mới vừa nói tới thì một trong những điều các bạn thấy được là bắt đầu đây là cái biểu đồ trong vòng uh, 6 tháng qua để thường chỉnh là biểu đồ này để các bạn thấy rõ hơn thì trong vòng 6 tháng qua lúc mà dịch bệnh xảy ra hồi tháng 3 ở Hoa Kỳ này lúc mà dịch bệnh bùng nổ thì các bạn đã thấy rất rõ ràng là cái giá trị của đồng đô la đã đi xuống có nghĩa là đồng đô la so với lại những cái đồng mà chúng ta mới vừa nói tới thì cái giá trị đồng đô la so với những đồng đó đã, đã đi xuống có nghĩa là sao? Có nghĩa là đồng đô la đã yếu hơn so với những cái đồng này nhưng mà các bạn thấy được là gần đây tới cái mức là khoảng chừng là ngày 18 tháng 8 như cái tay khoảng chừng 3 ngày thì đột ngột đồng đô la không tiếp tục xuống nữa mà có một cái dấu hiệu là hồi phục lại trong vòng mấy ngày qua. Tuy nhiên đồng đô la đã có một cái sự tăng trưởng trong vòng mấy ngày qua và việc này là việc mà nhiều người nói đến là tại sao mà chúng ta thấy cái giá vàng bị khựng lại và đã đi xuống các bạn thấy là giá vàng đã đạt cái đỉnh mới và đi thẳng lên tới cái mức là cái giá vàng là ngày 5 tây tháng 8 lúc đó là khoảng chừng là các bạn thấy là 2070 070 đô la cho một ounce vàng à, dựa theo Gold Comex. Cái đây là cái biểu đồ Gold Comex của CNBC. Thì các bạn thấy là từ điểm đó từ ngày 5 tới tháng 8 thì vàng đã từ từ đi xuống từ từ đi xuống và cho tới bây giờ chỉ còn có 1947 so với lại cách đây hai ba tháng thì đương nhiên vẫn còn rất là cao nhưng mà các bạn thấy được là vàng đã phá qua khỏi 2.000 đô nhưng bây giờ đã đi ngược trở xuống chỉ còn 1947 thì lý do tại sao thì nhiều người nói là liên quan đến cái việc là đồng đô la đang từ từ có lại sức mạnh có nghĩa là đồng đô la đã chuyển hướng và có thể là tiếp tục tăng trưởng hơn Tương lai ra sao đương nhiên không ai biết được nhưng mà lý do tại sao mà nhiều người nói là vàng đi xuống là tại vì đô la đi lên thì nhiều người nói là tại vì chúng ta nhìn vào vàng thì vàng ở trên thế giới là hầu hết là tính theo đồng đô la có nghĩa là chúng ta thấy được là khi mà đồng đô la tăng lên thì những nước khác khi mà họ muốn mua vàng họ phải đổi tiền của mình nhiều hơn để mà mua được cùng một số đô la đó để mà mua vàng nhưng mà bây giờ là đồng đô la tăng lên cho nên nhiều người có thể là không hứng thú mua vàng nữa khiến cho cái nhu cầu vàng bị giảm xuống đây cũng là một trong những cái lý do và nhiều người nói là vàng đi xuống thì sẽ dẫn đến việc là BTC đi xuống theo thì để chúng ta nhìn vào cái giả thuyết này coi coi là các bạn thấy cái giả thuyết này có đúng hay là sai thì chúng ta nhìn vào trang web Coin Matrix các bạn thấy được là chúng ta trước hết hãy nhìn vào cái sự tương quan giữa Bitcoin và S&P 500 có nghĩa là cái uh, chứng khoán của Hoa Kỳ thì chúng ta nhìn vào chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ với lại BTC Bitcoin thì chúng ta khi mà nhìn vào thời gian ngắn hạn giả sử như trong vòng 3 tháng thì các bạn rất dễ dàng đưa ra những cái lập luận là ồ oh, chúng ta hãy nhìn cái sự tương quan giữa BTC và cổ phiếu của Hoa Kỳ đã ngày càng tăng lên và tăng lên rất là nhiều. Các bạn thấy cái đường màu xám này là từ từ tăng lên có nghĩa là tương quan dương, có nghĩa là hai cái thị trường BTC và S&P 500 này đi cùng xu hướng và càng ngày cái sự tương quan càng mạnh. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào thời gian dài hơn thì các bạn sẽ thấy được là cái sự tương quan giữa BTC và chứng khoán Hoa Kỳ S&P 500 thật sự là không có. Đây là một điều mình thường đã từng chia sẻ rất là nhiều lần trên channel này. Các bạn thấy được là từ khi mà ra đời cho tới bây giờ thì có khi là BTC với lại chứng khoán hoa kỳ là đi cùng một xu hướng có nghĩa là tương quan dương tới khi là tương quan âm có nghĩa là đi ngược xu hướng trở lại cho nên các bạn thấy được là không có một cái sự quan hệ rõ ràng à, tuy là chúng ta nhìn vào thời gian ngắn hạn thì đưa những cái lập luận là btc tiếp tục đi theo chứng khoán nhưng mà thật ra dài hạn thì đây không đúng đây không phải là sự thật chúng ta bây giờ hãy nhìn vào tình hình giữa btc với lại vàng thì như thế nào để coi coi cái lập luận là lý do tại sao mà giá BTC đi xuống là tại vì giá vàng đi xuống mà giá vàng đi xuống là tại vì người ta nói là đồng đô la đang từ từ hồi phục lại thì chúng ta hãy xem coi là giả thuyết này có đúng hay là sai chúng ta nhìn vào cái biểu đồ mà chúng ta mới vừa mình nhìn liên quan tới BTC và S&P 500 bây giờ chúng ta hãy đổi lại và bây giờ so sánh BTC với lại vàng đi các bạn thấy đều là BTC và GOD để thuận tắt cái BTC và S&P 500 này thì cũng tương tự khi mà chúng ta nhìn vào thời gian 3 tháng thì nhiều người sẽ dễ dàng chỉ được là cái sự tương quan giữa vàng với BTC lại BTC là ngày càng tăng lên bắt đầu là khoảng chừng ngày 11 tới tháng 7 lại ngày càng tăng lên có nghĩa là tương quan dương có nghĩa là hai cái thị trường đi cùng xu hướng và càng ngày tương quan càng mạnh ảnh hưởng với nhau càng nhiều hơn đây là cái bắt nguồn của những cái bài viết mà các bạn thấy trên những trang web như là Coindesk hay là Telegraph khi mà họ nói về cái sự tương quan giữa vàng với lại BTC giữa BTC với lại S&P 500 thì họ sẽ dựa vào những cái thông tin mà chúng ta mới vừa nhìn thấy những cái sự tương quan những cái biểu đồ mà chúng ta mới vừa nhìn thấy nhưng mà sự thật thì cũng tương tự như là BTC và S&P 500 khi mà các bạn nhìn vào thời gian dài hạn hơn thì rất rõ ràng các bạn sẽ thấy được là BTC không đi theo bất cứ một thị trường nào ngay cả vàng các bạn thấy được là tương quan với BTC thì có thể tương quan dương như là đi cùng xu hướng hay là tương quan âm là đi ngược xu hướng và trong thời gian à, từ lúc mà BTC ra đời cho tới bây giờ thì không có một cái sự tương quan rõ ràng cho nên khi mà nói tới BTC là đi cùng xu hướng với lệ vàng hay là đi cùng xu hướng với lại S&P 500 thì thật ra chúng ta vẫn chưa có một cái dẫn chứng nào liên quan đến việc này là sự thật trong thời gian dài hạn đương nhiên là nhiều người hy vọng là Bitcoin như là một vàng điện tử như là vàng 2.0 thì đương nhiên nhiều người hy vọng là BTC sẽ như là vàng có thể là có được một cái đặc tính đó chính là một cái nơi trú ẩn an toàn khi mà một điều gì đó không tốt xảy ra trong thị trường tài chính chúng ta phải tiếp tục chờ để mà xem còn về tình hình bây giờ thì như thế nào Thuận có một số những thông tin Thuận muốn chia sẻ với các bạn Trước hết thì Thuận đã chia sẻ với các bạn khi mà chúng ta nhìn vào những cái biểu đồ như là biểu đồ tâm lý thị trường thường đã nói với các bạn là Thuận thì tin tưởng là chúng ta bây giờ là chỉ ở chân núi Chúng ta bây giờ là chỉ mới bắt đầu bước vào mùa xuân của crypto à, Crypto mới bắt đầu có một sự tăng trưởng mới Nhưng mà nhiều bạn khi mà thấy cái sự đi xuống trong vòng mấy ngày qua Các bạn thấy được là trong vòng 5 ngày qua khi mà BTC từ cái mức là khoảng chừng 12.500 đô Đi xuống tới cái mức là 11.450 thì có nhiều bạn lại lo lắng nhưng mà trên thực tế khi mà chúng ta nhìn vào cái phần trăm đi xuống thì các bạn thấy được là phần trăm đi xuống chỉ có là 9% trong vòng 5 ngày qua. Thực ra đây không phải là một điều mà thuận lo ngại mà nhiều người bây giờ nhìn vào cái tình hình này như là một cơ hội để mà mua thêm. Đương nhiên à, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Thì trở lại với lại cái biểu đồ này thì các bạn thấy là đã xuống 9% trong vòng 5 ngày qua. Nhưng mà chúng ta nhìn vào lịch sử của BTC có một cái thuyết, cái thuyết này cũng đã khá lâu, cái thuyết này là năm 2017, hồi tháng 11 thì các bạn thấy là thời điểm này thì BTC vẫn chưa có đạt được cái đỉnh là 20.000 đô. Cho nên tài liệu này là chỉ từ lúc mà BTC ra đời cho đến năm 2017 nhưng mà thuần chỉ muốn các bạn lưu ý đến là năm 2017 là một năm mà tăng trưởng mạnh. À, có thể nói là từ tháng 3 đến tháng 12 là tăng trưởng liên tục và trong thời điểm từ tháng 3 đến tháng 12 thì đây là một cái tài liệu ghi chép lại là trong cái thời gian đi lên đó thì có bao nhiêu đợt BTC đã đi xuống và đi xuống sâu bao nhiêu. Thì các bạn thấy được là tháng 3 ngày 10 tây năm 2017 cho đến ngày 24 tây tháng 3 năm 2017 thì giá của BTC đã xuống 33%. Tháng 6 ngày 11 tây đến tháng 7 ngày 16 tây năm 2017 thì BTC đã xuống tổng cộng là 39%. Tháng 9 ngày 2 tây cho đến ngày 15 tây tháng 9 thì trong thời gian này của năm 2017, BTC đã xuống 41%. Tháng 11 năm 2017 là từ ngày 8 Tây đến ngày 12 Tây đã xuống 30%. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là Thùng muốn chia sẻ với các bạn là ngay cả lúc mà chúng ta tăng trưởng mạnh Việc mà Bitcoin điều chỉnh 30%, trăm một điều mà đã từng xảy ra và sẽ tiếp tục xảy ra Cho nên cái tình thì bây giờ là điều chỉnh chỉ có 9% Mà nếu các bạn hỏi Thuận là có lo lắng hay không thì nhiên là không lo lắng à, Đó là điều đầu tiên, điều thứ nhì nữa là các bạn cũng đã biết là Thuận trung bình giá nên trên căn bản Giá càng rẻ thì Thuận càng thích tại vì có thể là trung bình giá à, với cái giá thấp hơn đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn và chúng ta hãy nhìn vào những cái địa chỉ ví mà lưu trữ nhiều BTC Chúng ta cũng đã từng nhìn vào những cái trang web này Trước đây các bạn thấy được đây là trang web BitInfoChart Khi mà các bạn lên trên Google và các bạn type in Bitcoin Rich List Để thuộc type in để các bạn có thể thấy rõ hơn là Bitcoin Rich List Thì các bạn sẽ thấy được là đây là thống kê những cái địa chỉ ví mà lưu trữ nhiều BTC Thì tại sao thường lại muốn đem đến tài liệu này với các bạn Tại vì các bạn thấy được đây là một số những tài liệu cho chúng ta một cái cách nhìn một cái hé cửa để nhìn vô được là những người có tiền bây giờ là họ đang có những động tĩnh gì bằng cách là nhìn vào cái ví mà họ đang lưu trữ họ có di chuyển tiền ra vô hay là không thì các bạn thấy được là đây là tất cả những địa chỉ ví mà lưu trữ cái số lượng lớn BTC nhưng mà thường thường các bạn cũng nên nhớ là chúng ta phải bỏ mấy trăm địa chỉ ví đầu tại sao? tại vì các bạn có thể thấy được là những cái địa chỉ ví mà lưu trữ nhiều BTC nhất thường là những cái địa chỉ ví của những công ty như là các bạn thấy là sàn giao dịch như là đây là địa chỉ ví của sàn Huobi, đây là địa chỉ ví của sàn Binance, uh, Bitfinex các bạn thấy là Bitcheck Coinbase. cho nên chúng ta phải bỏ những cái ví của những cái số như là từ số 1 tới số 500 tại vì các bạn dễ dàng bấm vào một cái ví các bạn nghĩ là của một người nhưng mà thực ra là của một công ty cho nên không có công bằng chúng ta phải nhìn vào những cái địa chỉ ví sâu hơn như là chúng ta nhìn vào địa chỉ ví à, khoảng chừng là số 500 trở lên thường chúng ta nhìn vào những cái con số đó thì để thường bấm tới con số 500 để mà thường chia sẻ với các bạn. Và thực ra các bạn cũng đã biết là trên mạng lưới blockchain thì đương nhiên là không có tên, không ai biết được là cái ví này là của ai cho đến khi người đó đứng ra để mà nhận đây là ví của mình. À, nhưng mà ít ra khi mà các bạn đi vào những con số như là bắt đầu từ số 500 thì cái cơ hội các bạn bấm vào một cái địa chỉ ví của một công ty thì sẽ ít hơn. À, và chúng ta sẽ bắt đầu từ ví 501 đến 505 và thuận đã extract những cái ví này ra để chúng ta nhìn rõ hơn. Thì chúng ta nhìn vào cái ví đầu tiên. Đây là cái địa chỉ ví mà có tổng cộng ở thời điểm bây giờ là 3915 đồng BTC có nghĩa là khoảng 44,8 triệu đô la thì chúng ta nhìn vào lịch sử địa chỉ ví này các bạn thấy được là cái địa chỉ ví này bây giờ là không có nhiều động tĩnh chúng ta thấy được là cái lần cuối cùng mà nạp tiền vào địa chỉ ví này là hồi năm 2018 3915 đồng Bitcoin đã được nạp vào vào ngày 29 tháng 5 năm 2018 và từ đó cho tới bây giờ là hầu như là để yên một chỗ không đụng đến mặc dù là giá BTC đã có cái sự tăng trưởng rất là cao các bạn thấy được là cái người này đầu tư vào chỉ là 29,3 triệu đô la, nhưng mà bây giờ là các bạn thấy là cái địa chỉ ví này đã có tới 44 triệu đô la, Nên là họ đã lời rất là nhiều, từ 29 triệu cho là 30 triệu đi họ đã lời tới 14,8 triệu đô la trong thời gian là hơn một năm các bạn thấy là một con số lời kinh khủng nhưng mà họ vẫn chưa có bán có nghĩa là họ vẫn nghĩ là giá BTC bây giờ rất là rẻ cho nên vẫn tiếp tục lưu trữ mà đợi giá của BTC tăng lên lúc mà họ mua chỉ có là 7.490 cho 3.915 đồng BTC này địa chi phí kế tiếp À, là địa chỉ ví à, có tổng cộng là 3.910 đồng BTC là 44,8 triệu đô la Và chúng ta nhìn vào lịch sử thì cũng rất là tương tự Các bạn thấy được là người ta mua vào nhưng mà không có sự di chuyển nào hết Nhưng mà thật ra người này là một cái ví mới Các bạn thấy là đã tạo ví vào ngày 28 tháng 6 Và sau khi tạo ví à, của năm 2020 này Họ đã mua vào tổng cộng là 3.909 đồng BTC À, với cái mức giá là 9.161 và cho đến bây giờ họ vẫn không có đồng tỉnh mặc dù giá BTC bây giờ đã là hơn 11.000 Cho bạn thấy được là họ đã lời rất là nhiều lúc mua vào cách đây chỉ có là khoảng chừng là hai tháng là mua vào chỉ có 35,8 triệu bây giờ đã lời tới là khoảng chừng là 9 triệu đô la tại vì cái ví này bây giờ đã có 44,8 triệu cho nên người này bây giờ là vẫn chưa có đồng tỉnh gì họ vẫn cảm thấy là cái giá lời bây giờ là vẫn chưa đủ để họ chốt lời Kế tiếp các bạn thấy được là địa chỉ ví này là có tổng cộng là 3.903 đồng BTC Với cái số lượng tiền tương đương với lại 44,7 triệu đô la Và chúng ta nhìn vào địa chỉ ví này các bạn sẽ thấy được là cũng tạo ra năm nay hồi tháng 2 à, Tổng cộng là các bạn thấy được là 3.299 BTC được nạp vào Và cái trị giá lúc đó là 32 uh, triệu đô la cái mức là 9.700 đô nhưng mà các bạn thấy là bây giờ cũng đã có sự lời rất là nhiều từ 32 triệu đến 44 triệu đô la đã lời là khoảng chừng là 12 triệu đô la trong thời gian chỉ có là nửa năm nhưng mà vẫn chưa có đồng tính gì chúng ta bây giờ nhìn vào địa chỉ ví kế tiếp thì địa chỉ ví này có 3.903 đồng BTC địa chỉ ví này thật ra là có rất là nhiều những cái giao dịch thì thường cũng không rõ tại sao mà có rất nhiều đồng ra vô nhưng mà các bạn thấy là hầu như là một ngày có thể là ra vô nhiều lần và ra vô cái số lần lớn các bạn thấy được là như là ngày 25 tây thì nạp vào 299 đồng BTC, ngày 26 tây tháng 7 thì nạp vào 500 đồng BTC rồi ngày 26 tây tháng 7 lại chia ra 47 đồng BTC. Thì tại sao lại ra vô nhiều gì thường cũng không có rành nhưng mà chúng ta thấy được là bây giờ vẫn còn rất nhiều tiền trong cái ví này. Họ không có bán hết ở thời điểm hiện tại và chúng ta nhìn vào cái địa chỉ ví kế tiếp đây là cái địa chỉ ví cuối cùng chúng ta sẽ nhìn ngày hôm nay là 3.916 đồng BTC với tổng số tiền là 44,8 triệu đô la và các bạn sẽ thấy được là địa chỉ ví này là được tạo là hồi tháng 4 năm 2019 có nghĩa là hơn một năm trước đây và đã nạp vào liên tục tháng 4 nạp vào ba lần rất là nhiều lần đầu tiên là 540 BTC lần thứ nhì là 1623 đồng BTC lần thứ ba là 1712 đồng BTC À, và cứ thế và các bạn thấy được là chỉ có một cái đợt duy nhất là họ chi ra là 40,28 đồng BTC vào ngày 21 tháng 7 năm 2020 có nghĩa là cách đây à, đúng một tháng trước đây họ chi ra 40 đồng BTC nhưng mà các bạn thấy là cái giá họ mua vào là chỉ khoảng chừng là trung bình chỉ có là 5.000 đô cho một đồng BTC bây giờ các bạn thấy họ đã lời rất là nhiều cái giá họ mua vào sau cái giá bây giờ là họ dễ dàng lời được gấp đôi nhưng mà vẫn chưa có bán đồng BTC BTC bây giờ vẫn nằm yên ở trong cái ví này thì thuận chia sẻ vào những cái thông tin này để các bạn có thể thấy được là trên căn bản khi mà chúng ta nhìn vào Bitcoin list các bạn sẽ thấy được là có rất nhiều cái ví mà lưu trữ nhiều BTC À, phần lớn bây giờ là vẫn tiếp tục lưu trữ thì các bạn thấy là những người nào mà đang bán thì có thể là những người mà có ít BTC hơn tại vì những người mà có nhiều BTC thì phần lớn vẫn đang nắm giữ trong tay của mình mà không có buông ra cho chúng ta thấy được là cái lòng tin của họ về giá cả tương lai và đây là những cái thông tin mà thùng muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay như là thùng đã chia sẻ giữa video tất cả chỉ vì một cái thông tin mà không được xem là lời khuyên đầu tư và các bạn mà thích video này, các bạn thích những cái thông tin tương tự thì đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển Và có một số những thông tin liên quan đến kênh thường muốn chia sẻ với các bạn à, Đó chính là có thể nhiều bạn thấy được là cái group Telegram chat à, đã không có chat được nữa Lý do là thường đã đăng ở trên Telegram là tại vì cái team của thường thì bây giờ là à, cũng nhỏ cho nên không có thời gian để mà theo dõi và hỗ trợ group telegram chat hiện tại và bây giờ thường chỉ có một cái group uh, telegram là cái group telegram announcement có nghĩa là cái group uh, telegram mà thông báo những cái thông tin những cái tin tức mới đem đến cho các bạn trong tương lai thường sẽ suy nghĩ để mà tạo ra một cái group mới và một cách quản lý chặt chẽ hơn nhưng mà bây giờ thì thường muốn tập trung để mà đem đến những cái uh, tài liệu giá trị cho các bạn trên những cái mạng xã hội và trên những cái video cho nên thường muốn tập trung uh, dành thời gian để làm những điều này thay vì là lên trên mạng để mà chat với các bạn và đương nhiên nếu các bạn muốn nhận được những cái thông tin mới nhất thì các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới để tham gia vào những cái mạng xã hội như là các bạn thấy link của Twitter, Facebook Telegram à, Và nếu như các bạn là một cái trader thì đừng có một cái thông tin vui thường muốn chia sẻ với các bạn Thì uh, team Thuận Capital đã có một cái link giới thiệu uh, cho sàn Binance Và cái link giới thiệu này nếu các bạn sử dụng sẽ được giảm 20% phí giao dịch à, Nếu các bạn đăng ký thông qua link của Thuận Capital đương nhiên chỉ áp dụng cho những cái chương mục mới Những chương mục mà đã đăng ký trước đây thì chỉ nhận được cái uh, phần giảm giá trước đây có nghĩa là 10% và các bạn thấy là chúng ta có thể bấm vào cái link ở phía dưới để nhận được cái link để mà giảm 20 phần trăm các bạn bấm vào cái link ở phía dưới sàn giao dịch các bạn sẽ bấm vào cái link đăng ký cho sàn Binance thì các bạn sẽ được giảm 20 phần khi mà bấm vào để thường chia sẻ với các bạn khi mà bấm vào các bạn phải để ý thấy được là cái phần ở bên dưới này các bạn thấy được là cái kickback rate các bạn sẽ được giảm là 20% khi mà các bạn đăng ký thông qua link của Thuận Capital và nếu các bạn muốn đăng ký những sàn margin thì các bạn có thể tham gia vào sàn NAPX đăng ký thông qua link của Thuận Capital các bạn có thể điền đơn để đi được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tín hiệu trade miễn phí hay là các bạn có thể đăng ký thông qua sàn Bybit, sàn Coinbase và ứng dụng BlockFi và đương nhiên nếu cho bạn đăng ký để mà tham gia vào trading crypto thì nguy hiểm rất là cao như là thường đã chia sẻ cho bạn thấy được là thị trường crypto này rất là dao động và chúng ta thấy được là giá cả di chuyển mấy mươi phần trăm trong vòng vài ngày là chuyện rất bình thường cho nên rất là nguy hiểm không phù hợp như bạn nào mà không chấp nhận nguy hiểm cao và những bạn nào mà tham gia vào giao dịch margin thì lại càng nguy hiểm hơn cái sự dao động còn cao hơn và các bạn rất dễ cháy tài khoản nếu như các bạn không phải là một người có kinh nghiệm trading À, và đây là những gì mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn